Đấy, bên em lại nhập về một con US40 nha. Đấy, xe bên em thì chất cực kỳ luôn. Cực kỳ đẹp nha. US40. Rồi, để em mở nắp capo. Đây. Qua tình trạng động cơ thì mọi người có thể coi này. Một em US40 bên em nhập hàng về. Nó gần như là nó cực kỳ đỉnh luôn nha. Bếp kim nha. Bếp kim. Trợ lực lái. Đó. Hai cầu, bếp kim, trợ lực lái. Và cái nữa là nó toàn bộ là cơ 100%. Con xe rất là đẹp đây. Cái lớp sơn của nó là nó bị nổ nha. Đó, đây có thể coi kỹ càng. Lớp sơn của nó là nó bị nổ đó. Thì hàng bãi lâu năm thì tất nhiên là con nào cũng bị bong chóc cả thôi, chứ nó không thể nào mà nó như mới được. Thì đây là một con US40 cực kỳ đẹp. Đấy, cái vết sơn chỗ đây nó bị nổ nha, bị nổ rồi. Hàng bãi là hàng như vậy đó, mới gọi là tinh chất, rất là đẹp. Nói chung là những con này thì tuyệt vời rồi, bác nào mà đong được những con này thì miễn bàn. Bơm ben này, bơm trợ lực lái, củ đề. Đấy. Ở đây là rong quy lát. Nguyên rin nha. Một cái máy tuyệt vời. US40 này là số của nó là số đồng cấp luôn nha. Số của nó đồng cấp luôn, tiến lùi đồng tốc. Đấy. Lốp em nó được trang bị lốp gai móc, thì từ anh sẽ đi sâu vô. Còn bây giờ mấy bác có thể coi này, đùi này. Rất là đẹp nha. Cơ 100%, có bên nghiêng luôn nha. Con này có bên nghiêng luôn mới giữ. Đùi. Có móc cái hậu luôn. Má, có máy nó đẹp. Có máy che luôn, giang ma. Có bắt cắn biển số luôn. Đù. Rồi. Thì con này sở hữu cặp vỏ là BKT của Ấn Độ. 13.6 chai 6. Mâm đây là mâm rin nha, không giảm vá nha. Mâm trước cũng vậy, nguyên rin luôn. Chưa giảm vá. Đấy. Rất là đẹp. Lốp sau là gần như là mới nha. Đây. Đây nghe mấy bác nha. Thì lốp trước là còn lốp rin. 8/16. Cực kỳ đẹp. Đấy, nói chung là con này thì miễn bàn, gai lốp gai móc lốp mới luôn rồi. Đấy, rất là đẹp nha. Tình trạng máy móc thì bao ok, năm ổn hết. Xe bên em nhập về những con xe tuyệt đỉnh. Rồi, để nắp lại. Giờ cũng chiếu kỹ rồi đó, mọi người coi cho kỹ càng từng chi tiết một. Đấy, cũng đâu thiếu món gì nữa. Được là chốt hạ nha. Bên em được là chốt thôi. Rồi, để em ập nắp lại nha. Còn những cái này là đất nha mấy bác nha. Đất nó bám. Rồi, cực đẹp nha mấy bác nha. Miễn bàn luôn. Đấy, có một cặp gương nữa. Xe này gương lược đầy đủ. Đó. Chỉ thiếu ít son phấn đó là em nó
coi như VIP luôn. Rồi ok, thì con này chạy 973 giờ rồi, để em khởi nổ. Mấy con quét này thì khởi nhẹ cái nổ ra hết số đấy, rồi khởi nổ thôi. Đây, anh nhặt là hàng như này rồi, mắc tua nha. Quá ghê. Thôi tắt máy nhá. Đây em khẩy nổ lại cho mấy bác nghe. Rồi ok, không có gì. Thì giá quét thì bên em, mấy bác thông cảm, bên em không báo qua video, mấy bác thông cảm. Đó, bàn đạp chân này, còn những cái dấu chân luôn. Đấy. Rồi ok mấy bác, được thì mấy bác alo rồi em bán nha. US 40, có máy che, cơ 100% nha. Rồi, ok.